kỳ của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ do Jennifer Phạm trình bày. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Sinh trên con đường đi tìm tự do, để tưởng nhớ tới những anh lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho miền Nam, để cảm ơn tri ân những người bạn đồng minh đã sát cánh để chiến đấu cho miền Nam, đặc biệt để tưởng nhớ, để hỗ trợ, để ghi công những người Việt Nam đang tranh đấu trong tuyệt vọng để bảo vệ cho đất nước Việt Nam khỏi rơi vào tay ngoại xâm phương Bắc. Phút mặc niệm bắt đầu.
Cùng vinh dự được chào đón quý vị đến với buổi ra mắt tập truyện Hoa Tương Tư của nhà văn Hồng Thủy chiều hôm nay. Thưa quý vị, nếu nói đến Hồng Thủy thì chắc cũng không khỏi tránh được cái sự chủ quan vì Kiều Thu là đàn em của chị tại trường Trưng Vương. Nhưng mà trước khi ra đây thì chị cũng đã dặn rồi, không được nói nhiều. Không được khen, không được làm mất thì giờ của quý vị. Do đó Kiều Thu cũng xin phép vài dòng để nói về tác giả. Hồng Thủy là cựu nữ sinh Trưng Vương, được bạn bè yêu quý, không phải chỉ tại vùng Hoa Thịnh Đốn, mà ở khắp nơi, từ các tiểu bang xa như California, Houston, ở những vùng như Úc Châu, Âu Châu. Ngoài ra những cái sinh hoạt thường xuyên của nhà văn Hồng Thủy trong gia đình Trưng Vương từ bao nhiêu năm qua là cái chất keo, cái chất xúc tác gắn liền Trưng Vương nhiều thế hệ với nhau. Nhờ cái sự năng động, cái sự tích cực của Hồng Thủy mà Trưng Vương nhiều thế hệ còn gặp gỡ. Mặc dù Trưng Vương tại Hoa Thịnh Đốn tuy không đông như ở những tiểu bang khác, nhưng tình chị em gặp gỡ vẫn khăng khít và nhờ đó mà có những cái sinh hoạt gặp gỡ thầy cô. Ngoài ra, Hồng Thủy cũng năng động và sinh hoạt thường xuyên với những tổ chức khác. Như quý vị cũng đã biết là sinh hoạt với Văn Bút, sinh hoạt với Nhà Việt Nam, câu lạc bộ văn học nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà Thu kể nữa thì thế nào cũng bị la. Do đó, xin chào đón quý vị đến với buổi ra mắt tập thơ Hoa Tương Tư và xin phép được đại diện cho gia đình Trưng Vương Hoa Thịnh Đốn. Xin chúc mừng chị Hồng Thủy cho ra đời đứa con tinh thần thứ hai tập thơ, tập truyện Hoa Tương Tư sau cái ngày ra mắt những cánh hoa dại màu vàng của chị cách đây không lâu. Và xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Và nếu có những gì sơ sót, xin quý vị lượng tình tha thứ cho. Và xin chúc mừng chị Hồng Thủy. Xin hân hoan chào đón quý vị đến với buổi ra mắt hôm nay. Xin phép mời chị Hồng Thủy. Trước hết xin chân thành cảm tạ sự hiện diện đông đủ của quý vị, quý bạn hữu đã đến ngày hôm nay chung vui với Hồng Thủy. Cuốn sách thứ nhì, mà có lẽ chắc cũng là cuốn sách chót, tại vì kính thưa quý vị già quá rồi, mà cứ làm phiền quý vị vài năm lại làm phiền quý vị một lần. Thành ra xin chân thành cảm tạ tất cả sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị thân hữu. Quý vị quen biết với Hồng Thủy cũng như không quen biết mà cũng đến đây để tham dự cái buổi ngày hôm nay. Hồng Thủy cũng xin cảm ơn tất cả các bạn ở xa đã về. Có cô bạn sinh ở Houston, surprise last minute. Các bạn xa có Thanh Bình, rồi Thanh Hà, đông lắm mà Hồng Thủy không có nhớ đến tên sót, thì xin quý vị tha lỗi. Cảm ơn chị Kim Tước. Kính thưa quý vị, chị Kim Tước là một danh ca mà chắc tất cả quý vị ở đây đều đã biết. Chị phải thương Hồng Thủy lắm vì cái tình thân của hai gia đình, các bà mẹ thân với nhau, rồi các ông xã thân với nhau. Và chị coi Hồng Thủy như một người em, thành ra chị Kim Tước mới từ xa xôi cũng về đây để vui, sự thật ra là để dự vui với Hồng Thủy. Nhưng mà Hồng Thủy năn nỉ là nếu chị về đây mà chị lại không hát cho quý vị nghe, tại vì chị hát vẫn còn hay lắm. Do đó là một lát nữa quý vị sẽ được thưởng thức giọng ca của chị Kim Tước. Kính thưa quý vị, có mặt ở đây là có các giáo sư Trưng Vương yêu quý của Hồng Thủy. Xin cho Hồng Thủy được chân thành cảm ơn quý vị giáo sư Trưng Vương. Cảm ơn các giáo sư đã thương em mà đến. Cũng xin cảm ơn các vị giáo sư Gia Long mà em cũng gờ mời, cũng đã có mặt. Cảm ơn bạn Gia Long Kim Hà đã giúp Hồng Thủy rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn Trưng Vương đã thương Hồng Thủy mà
sửa soạn những cái áo rất là đẹp. Cảm ơn Tân Đạt đã lo cho Hồng Thủy rất nhiều. Hôm nay Đạt hơi yếu, thành ra không có ra nói mấy lời cho Hồng Thủy được. Kính thưa quý vị, nhiều quá thành quý vị cho phép Hồng Thủy đọc giấy để không có sót. Cảm động quá nhiều khi sẽ sót nhiều người lắm. Hồng Thủy xin chân thành cảm tạ sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị quan khách, quý vị giáo sư và các bạn Trưng Vương, các hội đoàn, các trường bạn, các bạn Gia Long, Chu Văn An, Petuski, Võ Trường Toản. Xin cảm ơn các hội đoàn bảo trợ, gia đình Trưng Vương vùng Hoa Thịnh Đốn, Nhà Việt Nam, Văn Bút Đông Bắc Hoa Kỳ, Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn các cơ quan truyền thông, báo chí có mặt ở đây và cũng có những vị không có mặt nhưng mà đã giúp quảng cáo. Xin cảm ơn báo Thời Mới, Phụ Nữ Mới cũng có quảng cáo dùm. Và cái quan trọng nhất, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó là một cái ngày mà Hồng Thủy rất là lo lắng, tại vì trước khi có cái buổi, cái giờ mà tổ chức của Hồng Thủy đó, thì có một nhóm mướn cái chỗ này từ 11 giờ cho tới 1 giờ mới xong. Đó là quý vị, lý do mà quý vị thấy Hồng Thủy chậm trễ là vì cứ sợ cái nhóm 1 giờ họ chưa có ra hết thì mình chưa có parking. Do đó tất cả thu thủy của nhà Việt Nam mà Hồng Thủy cứ nói đùa là gà con, là tại vì trong nhà Việt Nam thì có Hồng Thủy là già mà Thu Thủy là nhỏ, thành ra cứ nói đùa là nhận nhau là gà mẹ với gà con. Thì Thu Thủy đã rất là vất vả, với lại Thu Thủy có nhờ các em, các bạn trẻ của Thu Thủy đến đây từ 9 giờ rưỡi sáng, cũng như là Âm Thanh Hoàng Lộc, rồi trưởng nam của Hồng Thủy là Bùi Quang Hiển và em là Bùi Quang Dũng cũng phải khuân đàn đến đây phụ trách cái phần văn nghệ. Tức là tất cả những cái người mà giúp Hồng Thủy, anh Trụ đã làm những cái banner rất là đẹp. Tất cả những người đó phải có mặt đây từ 9 giờ rưỡi sáng. Tại vì người phụ trách mà cho mướn cái chỗ này nói là phải đến đây từ 9 giờ rưỡi sáng và chỉ được trang hoàng trong vòng rất là nhanh, là vì 11 giờ là có cái hội đoàn khác họ đến để họ mượn cái chỗ này rồi, thì mình không được phép trang hoàng. Cho nên là ngày hôm nay Hồng Thủy rất là ân hận là vì cái sự trục trặc cái vấn đề mướn chỗ, chỗ này họ quá đắt hàng, thành ra mình phải chịu. Mà Hồng Thủy hành hạ các con cháu rồi các bạn trẻ, nhất là Thu Thủy thân yêu của cô Hồng Thủy đã phải quá vất vả, thì không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn Thu Thủy, Trụ, Hoàng Lộc, Hiển Dũng, các con đã đến đây, và các, nhất là các bạn trẻ, những cái người mà giúp Thu Thủy, Hồng Thủy không được biết tên, giúp Thu Thủy để trang hoàng cái sân khấu mà đến đây từ sáng sớm, thì Hồng Thủy xin chân thành cảm tạ. Kính thưa quý vị, Thu Thủy cũng là người lo phần thức ăn ngày hôm nay. Sau phần văn nghệ thì chúng ta sẽ có tiệc trà, và Thu Thủy ở nhà Việt Nam với lại các bạn trẻ đã hết sức lo. Cũng cảm ơn các con dâu, con gái của Hồng Thủy cũng phụ, và tất cả các bạn. Đông quá, nhiều người thương Hồng Thủy quá, thì Hồng Thủy không có dám nói tên ai hết. Nhưng mà tất cả các bạn của Hồng Thủy xin chân thành cảm ơn những người đã giúp Hồng Thủy làm những thức ăn phụ với nhà Việt Nam, để một lát nữa chúng ta sẽ có một bữa tiệc trà thân mật sau phần văn nghệ. Bây giờ sang tới, kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ thì phải cảm ơn con trai của mẹ Bùi Quang Hiển và tất cả các ca sĩ trình diễn trong ngày hôm nay đã bỏ nhiều thì giờ công sức tuyển lập để cho chúng ta có một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc ngày hôm nay. Hồng Thủy cũng xin cảm ơn anh Ngô Tằng Giao, là ông anh Ngô Tằng Giao là anh ruột của Giáng Tiêu, một người bạn rất thân của Hồng Thủy. Anh Giao đã giúp Hồng Thủy sửa lỗi chính tả ở trong cuốn sách, rất là nhiều lỗi chính tả. Và anh Giao cũng nhận lời nói vài lời về cuốn sách của Hồng Thủy ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ông anh của em. Thế Hồng Thủy cũng xin cảm ơn, khi mà có được cuốn sách thì phải cảm ơn cô em Kiều Thu. Mùa Thuế rất là bận rộn mà cũng cố gắng layout cuốn sách giúp cho Hồng Thủy. Và có Quỳnh Trâm của City Printing. Quỳnh Trâm rất là dễ thương, trình bày cái bìa cho Hồng Thủy. Quý vị thấy hai cái banner ở đây là
bìa trước với bìa sau của cuốn sách thì là do Quỳnh Trâm của City Printing làm giúp Hồng Thủy trình bày cái bìa và lo phần in ấn, và đã hết sức giúp Hồng Thủy bất cứ cái đòi hỏi nào, Quỳnh Trâm cũng rất là sốt sắng. Thì xin cảm ơn Quỳnh Trâm và City Printing rất nhiều. Để mà hoàn thành được cái tuyển tập thì là có nhiều người giúp lắm. Thứ Nam của Hồng Thủy thì lo đánh máy, Nhị, cô bạn Nhị của Hồng Thủy, nhà văn Lê Thị Nhị, một người rất là tội nghiệp. Hồng Thủy đãng trí, thành ra mỗi một lần in sách, Nhị phải là người đi kiếm những cái bài vở của Hồng Thủy thất lạc, rồi là phải đánh máy dùm nữa. Rồi chị Nguyên thì cũng có lòng tốt, đánh máy dùm một chút. Kính thưa quý vị, Hồng Thủy có viết lời cảm ơn ở trong đó. Thành ra bây giờ thì chỉ biết là nói cảm ơn chung tất cả những quý vị đã giúp cho Hồng Thủy hoàn thành được cái quyển tuyển tập Hoa Tương Tư để ngày hôm nay quý vị mang về nhà làm kỷ niệm. Và cảm ơn Nhất Hùng, nhiếp ảnh gia Nhất Hùng đã rất là sốt sắng. Quý vị cũng thấy là gửi những cái quảng cáo đi khắp nơi, là Nhất Hùng mà Hồng Thủy coi quý như một người em, rất là giúp Hồng Thủy rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chắc chắn là có rất nhiều thiếu sót, không biết là cảm ơn tất cả các vị truyền thông, các vị quay phim, anh chị Bùi Dương Liêm, anh Đậu Thanh Vân, phóng viên Tuyết Mai, Việt TV, anh Doanh, nhiều không biết, Bích Phượng, nhiều lắm, xin chị Bạch Mai, tất cả cơ quan truyền thông có mặt ở đây, Hồng Thủy xin chân thành cảm tạ. Nếu Hồng Thủy có lỡ sót ai thì xin quý vị tha lỗi. Quý vị vỗ tay để đuổi vào đó phải không ạ? Dạ, cảm ơn chị Ngọc Dung với lại Phong Thu rất là nhiều. Dạ, của Quả Thơm. Dạ, đây là Hồng Thủy cũng có cộng tác với Quả Thơm và được chị Nguyễn Thị Ngọc Dung là nhà văn cũng rất là nổi tiếng. Phong Thu cũng vậy, là nhà văn rất nổi tiếng hơn Hồng Thủy nhiều, hai người này đó. Thế mà hôm nay lại Hồng Thủy lại được hai người nổi tiếng hơn mình tặng hoa thì quý quá. Xin cảm ơn hai nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung và Phong Nguyễn Thu. Ngọc Dung và Phong Thu ạ. Vâng. Dạ. Chắc phải em nhờ chị thấy chị chủ tịch của Gia Long cũng muốn lên cho mình bó hoa phải không? Dạ thưa, em chờ chị nói xong rồi em mới dám mời. Tại vì chị Ngọc Dung thì rất là sốt sắng, nhưng mà lên như vậy làm chị Hồng Thủy chưa kịp nói xong lại phải ngừng. Em xin phép được mời chị hội trưởng của Gia Long, là chị Kim Hà, hội trưởng của Hội Gia Long miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Đây chị Lý Kim Hà và chị Như Nguyện, theo sau là chị Như Nguyện và chị Kim Khuê, các chị Ngọc Huyền và một người bạn áo tím phía sau thì mình chưa được biết tên. Bích Huệ. Mình chỉ biết chị áo tím là bà bác sĩ Liêm thôi. Cảm ơn Hà nhiều lắm lắm. Cảm ơn tất cả các bạn Gia Long. Các chị Gia Long thương Hồng Thủy cũng y như là Hồng Thủy học Gia Long vậy đó quý vị. Thành ra là lúc nào cũng sốt sắng hỗ trợ Hồng Thủy, rồi hôm nay lại tặng hoa nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn Gia Long. Chân thành cảm ơn các chị Gia Long rất nhiều. Và mong rằng các chị sẽ ở lại được lâu với chị Hồng Thủy và Trương Vương ngày hôm nay. Dạ, em xin phép được mời anh Đăng Nguyên là chủ tịch của Văn Bút miền Đông Hoa Kỳ. Xin mời thư họa sư Vũ Hối. Anh qua bên kia. Kính chào tất cả quý vị quan khách. Tôi đại diện Văn Bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ hết sức vui mừng được sự hiện diện ngày hôm nay để chúc mừng nhà văn đệ nhất phó chủ tịch Văn Bút vùng Đông Bắc Hoa Kỳ ra mắt tác phẩm thứ hai với quý vị. Thưa quý vị, nhìn hội trường đông đúc như thế này
thì chúng tôi hết sức vui mừng. Bởi vì như vậy thì văn bút còn có giá trị, văn chương còn có giá trị đối với cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Nói về Hồng Thủy thì chúng tôi không thể nào hết lời được. Thành thử ra để mà tóm tắt thì tôi có hai câu thơ để tặng Hồng Thủy làm kỷ niệm và qua bút họa tài hoa của họa sư Vũ Hơi. Tôi xin đọc: Hoa tương tư nở giữa đời, văn chương Hồng Thủy gọi mời nghệ nhân. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn Chủ tịch Đăng Nguyên. Và xin cảm ơn anh Đăng Nguyên nhiều lắm và cảm ơn anh Vũ Hối nhiều lắm. Kính thưa quý vị đọc cái phần đầu của Hoa tương tư thì quý vị đã thấy ngay là anh Vũ Hối cũng có viết thư họa bốn câu thơ của nhà thơ Phan Khâm. Cảm ơn anh Phan Khâm trước khi Hồng Thủy ra mắt sách đã tặng Hồng Thủy mấy câu thơ rất là hay. Hồi nãy anh Ngô Tằng Giao có nói nhắc Hồng Thủy là cảm ơn ông xã. Xin cảm ơn luật sư Ngô Tằng Giao đã nhắc nhắc trường bạn mình. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, đâu có Hồng Thủy đâu có quên đâu để xong xuôi với cảm ơn quý gia. Người quan trọng với mình phải cảm ơn cuối cùng. Cảm ơn anh Bùi Cửu Viên, ông xã của Hồng Thủy rất nhiều. Kính thưa quý vị, một ông già 85 tuổi mà cứ phải khuân vác sách cho vợ rồi làm đủ mọi thứ thì Hồng Thủy không biết nói gì để cảm ơn anh Viên. Kính thưa quý vị, khi mà một người đàn ông mà có một người vợ mà lại viết văn mà lại hơi lãng mạn một chút, chỉ thích viết những chuyện tình dang dở thì cũng mệt lắm. Nhưng mà thật sự ra khi mà Hồng Thủy quen anh Bùi Cửu Viên lúc đó có 17 tuổi thì đã bắt đầu viết chuyện tình dang dở rồi. Thành ra anh Viên không có thắc mắc gì cả. Chưa yêu ai đã viết chuyện tình dang dở rồi thì bây giờ già như thế này có viết chuyện tình dang dở cũng no problem. Thành ra đó là quý vị thấy anh ấy vẫn thoải mái cho Hồng Thủy tha hồ muốn viết lãng mạn tới cỡ nào thì cứ việc. Xin cảm ơn anh Viên rất là nhiều và cảm ơn tất cả các con cháu cũng của Hồng Thủy cũng vất vả với Hồng Thủy nhiều. Và Hồng Thủy nếu thiếu sót ai thì xin các anh các chị tha lỗi, nhưng mà Hồng Thủy xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã bỏ công sức giúp đỡ Hồng Thủy để có được cái buổi chiều tốt đẹp như ngày hôm nay. Và đặc biệt nhất là cảm ơn từng quý vị có hiện diện ở đây. Tại vì dù bao nhiêu người giúp Hồng Thủy lo cái buổi ra mắt sách mà không có sự hiện diện đông đủ của quý vị thì cái buổi tổ chức cũng coi như không có thành công. Thành ra quý vị quan khách là những cái người mà Hồng Thủy tri ân nhiều nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Dạ thưa, cái bình bông đó của chị Hồng Thủy hay là của ai vậy ạ? Có ai cho bông Hồng Thủy nữa không ạ? Mời dạ, chào cái bình hoa. Cái bình hoa rất đẹp. Hồi nãy anh chị Nguyễn Tường Đằng có cho Hồng Thủy một bình bông. Xong rồi cảm ơn cháu Mimi của ái nữ của chị Thanh Minh cũng làm cho Hồng Thủy một cái bánh rất là đẹp. Hồi nãy không biết có nhiều người. Chị Trân. Diệm Trân, cô em Trưng Vương mà cũng là nhà văn Diệm Trân. Mời mãi mới lên để cho hoa. Cảm ơn Diệm Trân nhiều lắm. Cảm ơn chị. Cô em cưng của Hồng Thủy đó, thưa quý vị. Dạ, đây, em phải khoe mừng, à. Em rất mừng là quyển sách Hoa tương tư có nhiều bài thơ. Cảm ơn em. Trưng Vương, vâng. Lực sĩ, dịch giả, nhà văn, nhà thơ, Diệm Trân. Quý vị ơi, còn ai có hoa nữa không? Dạ thưa, dạ nếu mà không tặng bây giờ là không được tặng nữa đó ạ. Cái bình kia của ai vậy? Đẹp quá. Dạ sao ạ? Ồ, cái này của bà Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Chị Trưởng đâu ạ? Chị Trưởng có mặt ở đây không ạ? Ồ, em xin chân thành cảm ơn chị nhiều lắm. Kính thưa quý vị, Hồng Thủy rất là hân hạnh được chị Trưởng rất là thương yêu ở đây. Hồng Thủy được các chị lớn thương nhiều lắm, mà trong số đó là có chị Trường, chị Bầu,
là những người nhiều chị lắm, chị Bạch Tuyết, tất cả các chị mà lớn tuổi ở đây là chị nào cũng thương Hồng Thủy hết. Hồng Thủy xin chân thành cảm tạ tất cả các chị. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đón Xuân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương với sự trình bày của các nhạc sĩ Hoàng Cung Pha, ca sĩ Sĩ Tuấn với sự phụ diễn của Trương Vương Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, Hồng Thủy xin lỗi, quên cảm ơn một người rất là quan trọng là anh Trọng, là người phụ trách ở trong Jewish Community Center này. Anh đã phải đến rất là sớm để mở cửa cho mọi người vào để lo trang trí thì giúp Hồng Thủy. Xin cảm ơn anh Trọng nhiều lắm. Và chị Hồng Thủy cũng mới được biết là chị bác sĩ Đẳng có một bình bông cho Hồng Thủy mà chị mắc cỡ, chị không có đưa lên. Xin cảm ơn chị Đẳng rất là nhiều.
Và Hồng Thủy cũng phải cảm ơn chị Tuyết mà phu quân là anh Nguyên, chị của Trưng Vương Trúc Mai, đã giúp Hồng Thủy mang những cái áo về cho các bạn Trưng Vương rất là đẹp. Và chị đã không nề hà mà mang nặng như vậy. Xin cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều. Và hai cái áo mà Hồng Thủy mặc, kính thưa quý vị, đài SBTN có phỏng vấn Hồng Thủy thì Hồng Thủy có mặc một cái áo màu xanh. Có thể không biết quý vị có coi không? Cũng có hoa phượng, thì cái đó là do cô em Huyền Phấn tặng. Và cái áo Hồng Thủy đang mặc này, cảm ơn nhà thơ Lãm Thúy đã đi may và đưa họa sĩ vẽ cho Hồng Thủy những cái hoa phượng để mặc ngày hôm nay. Thì xin cảm ơn cô em Huyền Phấn và cô bạn thân Lãm Thúy rất là nhiều. Xin chân thành cảm tạ quý vị. Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mỗi Độ Xuân Về, thơ của Hồng Thủy, nhạc của Nguyễn Tuấn, qua tiếng hát của Vân Anh với sự đệm đàn của trưởng nam của nhà thơ Hồng Thủy, đó là nhạc sĩ Bùi Quang Hiển. Sau đây là tiếng hát của Vân Anh. Vân Anh xin trân trọng kính chào quý vị. Anh hỏi em mỗi độ xuân về trên đất Mỹ, em có bao giờ nghĩ đến Việt Nam? Có chứ anh, em vẫn thường mơ về quê nhà xa vời với phố phường thân yêu. Sao em quên được khi lúc nào mẹ cũng âu lo về những người thân còn ở lại quê nhà. Mẹ cứ thở dài và mẹ luôn hỏi mãi, đến bao giờ mới được về sống ở Việt Nam? Mẹ yêu dấu ơi, con biết trả lời sao khi không ai biết được ngày về. Nhưng riêng con biết thật một điều rất không vui, là mẹ yêu dấu ơi, mẹ sẽ gửi năm xương tàn trên đất nước người ta. Nhìn mặt mẹ buồn, em chợt thấy xót xa. Em biết mẹ đang rất nhớ quê nhà. Mẹ vẫn nói, anh ơi, mẹ nhớ nhất, nhớ cốc mai vàng trước ngõ lúc xuân sang. Xuân về trên đất Mỹ, em có bao giờ nghĩ đến Việt Nam? Có chứ anh, em vẫn thường mơ về quê nhà xa vời với phố phường thân yêu. Sao em quên được khi lúc nào mẹ cũng âu lo về những người thân còn ở lại quê nhà.
và mẹ luôn hỏi mãi đến bao giờ mới được về sống ở Việt Nam. Mẹ luôn sống ơi, con biết trả lời sao khi không ai biết được ngày về. Nhưng riêng con biết thật một điều rất không vui là mẹ yêu dấu ơi, mẹ sẽ gửi nắm xương tàn trên đất nước người ta. Nhìn mắt mẹ buồn, em chợt thấy xót xa. Em biết mẹ đang rất nhớ quê nhà. Mẹ vẫn nói anh ơi, mẹ nhớ nhất, nhớ gốc mai vàng trước ngõ lúc xuân sang. Mẹ vẫn nói anh ơi, mẹ nhớ nhất, nhớ gốc mai vàng trước ngõ lúc xuân xa. Xin cảm ơn. Cảm ơn Vân Anh. Chúng tôi được biết là nhạc sĩ Nguyễn Tuấn đến từ Harrisburg cũng có mặt ở đây. Chúng tôi xin mời nhạc sĩ Nguyễn Tuấn đứng lên để chúng tôi có dịp được chào ông, được không ạ? Thưa nhạc sĩ Nguyễn Tuấn ngồi ở đâu? Dạ. Xin kính chào nhạc sĩ Nguyễn Tuấn. Cảm ơn ông đã phổ nhạc bài thơ rất hay của nhạc sĩ của thi sĩ Hồng Thủy. Cảm ơn anh. Có một chuyện bên lề, có nhiều người hỏi Kỳ Thu là tại sao mà các chị Trưng Vương chắc bị colorblind. Sau kỳ trước những cánh hoa dại màu vàng thì các chị lại mặc áo tím. Thưa quý vị, chị Hồng Thủy rất mê màu tím, chị yêu màu tím, cho nên những cánh hoa dại màu vàng thì lại Trưng Vương lại mặc màu tím. Hôm nay hoa tương tư, hoa phượng màu đỏ thì tụi em lại mặc màu xanh, là tụi em là những cái lá làm nền cho cái hoa phượng màu đỏ rực rỡ của Hồng Thủy mà thôi. Chúng em chỉ là những cái backup, những cái làm nền cho chị Hồng Thủy của mình, chứ không phải là colorblind nói về tội nghiệp tụi em. Còn lại bên em, chỉ những giọt nắng vàng đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng. Xung quanh em, chiều nay sao quá lặng, chỉ mình em và nỗi nhớ khôn nguôi. Chỉ vì yêu thích bốn câu thơ trên mà nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín đã phổ nhạc bài thơ của Hồng Thủy. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát điêu luyện của Hiếu Thuận. Xin kính chào quý vị. Buổi chiều em thường đi qua đó, nơi mình vẫn hẹn hò mà chả thấy anh đâu. Em nhớ ngày xưa anh vẫn cứ lo âu, anh sợ tình mình chẳng bền lâu mà. Vượt xa khỏi tầm tay, rồi từ đó đời cách chia đôi ngã. Chiều hôm nay trời trong xanh xanh quá, nắng kali vẫn làm má em hồng. Trời mùa xuân
em ngỡ mùa đông. Sao em thấy lòng tràn đầy băng giá, gió vờn tóc em bay mà sao nghe rất lạ. Tượng môi anh đang ghé xuống thật gần, đôi mắt nhìn em vẫn say đắm ân thầm của một thuở xa xưa tình đắm đuối. Em đã lỡ để anh đi quá vội, nay đành thôi vì quá đỗi muộn màng. Còn lại bên em chỉ những giọt nắng vàng đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng. Xung quanh em chiều nay sao quá lặng, chỉ mình em và nỗi nhớ khôn nguôi. Buổi chiều em thường đi qua đó, nơi mình vẫn hẹn hò mà chả thấy anh đâu. Em nhớ ngày xưa anh vẫn cứ lo âu, anh sợ tình mình chẳng bền lâu mãi mãi. Dài chẳng băn khoăn nghĩ ngợi, cứ lững lờ như gió thoảng mây bay, để tình anh vụt ra khỏi tầm tay. Rồi từ đó đời cách chia đôi ngã. Chiều hôm nay trời trong xanh xanh quá, nắng kali vẫn làm má em hồng. Trời mùa xuân mà em ngỡ mùa đông. Sao em thấy lòng tràn đầy băng giá, gió vườn tóc em bay mà sao nghe rất lạ. Tượng môi anh đang ghé xuống thật gần, đôi mắt nhìn em vẫn say đắm âm thầm của một thuở xa xưa tình đắm đuối. Để anh đi quá vội, nay đành thôi vì quá đỗi muộn màng. Còn lại bên em chỉ những giọt nắng vàng đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng. Và nỗi nhớ khôn nguôi xung quanh em chiều nay sao quá lặng, chỉ mình em và nỗi nhớ.
vị. Hiếm có bài thơ nào mà được hai nhạc sĩ cùng yêu thích và phổ nhạc cùng một lúc. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức bài thơ Hoa vàng năm ấy của Hồng Thủy do hai nhạc sĩ nổi tiếng Nguyễn Ánh Chín và Từ Công Phụng phổ nhạc qua một liên khúc với hai tiếng hát Như Hương và Sĩ Tuấn. Như Hương xin chào quý vị. Năm xưa ấy nhắc nhớ gì em chuyện chúng mình, cái thuở ta còn xanh mái tóc, chuyện đời chỉ nghĩ đến chung đôi, anh vẫn gọi em là không khí, chẳng thể chia ly, chẳng thể thuở ấy ta còn vô tư quá, chẳng hề nghĩ đến chuyện chia xa. Ta đi trong gió, trong hoa lá, mà những trời xanh với nắng hồng, chỉ nghĩ tình ta là còn mộng, và em mãi mãi một dòng sông nước lớn làm sao cạn, như núi xanh kia chẳng thể mòn, như hoa bất tử trời đã là, có bao giờ hoa nhạt màu. Bây giờ nghĩ lại ngu ngơ quá, người xưa đã nói chẳng hề ngoan, có hoa nào mà không tàn úa, có màu nào mà chẳng nhạt phai. Ta đi trong gió, trong hoa mơ những trời xanh với nắng hồng, chỉ nghĩ tình ta là cõi mộng, và em mãi mãi một dòng sông nước lớn làm sao cạn, như núi xanh kia chẳng thể mòn, như hoa bất trời đã là, có bao giờ hoa nhạt màu phai. Bây giờ nghĩ lại ngu ngơ quá, người xưa đã nói chẳng hề ngoan, có sắc hoa nào mà không tàn úa, có màu chẳng nhạt phai. Thank you.
cánh hoa vàng năm xưa ấy. Có nhắc gì em chuyện chúng cái thuở ta còn xanh mái đầu, nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ, nghĩ chuyện mình là mãi mãi chung đôi. Thuở ấy ta còn vô tư quá, có bao giờ nghĩ đến chuyện chia xa. Anh vẫn gọi em là hơi thở, thật nồng nàn những lúc bên nhau, chẳng thể rời và không thể chia xa. Hồi ấy ta đi trong hoa lá, những tưởng tình ta mãi không tàn. Bây giờ nghĩ lại ngu ngơ quá, có hoa nào mà không phai sắc, có tình nào mà chẳng tàn phai. Thuở ấy ta đi trong hoa lá, chỉ nghĩ tình ta là cõi mộng, và em mãi mãi là dòng sông. Dòng sông nước lớn làm sao cạn, như núi xanh kia chẳng thể mòn. Như hoa bất tử trời Đà Lạt, có bao giờ hoa nhạt màu phai. Thuở ấy ta còn vô tư quá, sẽ không tàn. Bây giờ nghĩ lại ngu ngơ quá, có hoa nào mà không phai sắc, có tình nào mà chẳng tàn phai. Bây giờ nghĩ lại ngu ngơ quá, có hoa nào mà không phai sắc, có tình nào mà chẳng tan phai. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, ngay từ bé 17-18 tuổi, Hồng Thủy đã viết truyện, viết thơ tình dang dở. Mặc dù có lẽ là cũng chính bản thân mình cũng chưa từng trải qua những cái cuộc tình đó. Và một bài thơ mà Hồng Thủy rất yêu thích đó là bài thơ Tình Tuyệt Vọng của Khái Hưng. Và từ bài thơ đó, Hồng Thủy đã yêu thích và có cảm hứng rồi sáng tác một bài thơ Tình Tuyệt Vọng thứ hai. Xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Tình Tuyệt Vọng của Hồng Thủy do nhạc sĩ Nhật Bản phổ nhạc với tiếng hát của Hoàng Cung Pha. Thank you.
năm tháng nào vơi nỗi nhớ nhung. Còn yêu em mà nhớ khôn cùng, tim anh dưa máu rơi thành lệ, ướp lạnh đời anh em biết không. Dù chẳng bao giờ được em yêu, mà sao anh vẫn nhớ nhung nhiều. Tiếc hoài một mối tình vô vọng, lặng lẽ âm thầm đợi với mong. Bao năm ôi mới gặp lại nhau, cả hai tóc đã bạc mái đầu. Chỉ biết nhìn em mà ứa lệ, tình này xin hẹn đến kiếp sau. Năm tháng nào vơi nỗi nhớ nhung, còn yêu em mai nhớ khôn cùng, tim anh dưa máu rơi thành lệ, ướp lạnh đời anh em biết không. Dù chẳng bao giờ được em yêu, mà sao anh vẫn nhớ nhung nhiều. Tiếc hoài một mối tình vô vọng, lặng lẽ âm thầm đợi với mong. Bao năm ôi mới gặp lại nhau, cả hai tóc đã bạc mái đầu. Chỉ biết nhìn em mà ứa lệ, tình này xin hẹn đến kiếp sau. Tình này xin hẹn đến kiếp sau. Xin cảm ơn anh Hoàng Công Pha. Kính thưa quý vị, sau đây Kiều Thu xin phép được giới thiệu luật sư Ngô Tằng Giao sẽ nói về tác phẩm. Luật sư Ngô Tằng Giao còn có bút hiệu là Tâm Minh. Ông sinh trưởng tại Hà Nội và sau lớn lên tại Sài Gòn và lập nghiệp giảng dạy tại Đà Lạt. Ông gia nhập luật sư đoàn Sài Gòn năm 1962 đến năm 1975, mất nước. Ông trong ban giảng huấn của Viện Đại học Đà Lạt từ năm 1966 đến năm 1975. Ông vượt biên đến Mã Lai năm 1988, là thông dịch viên cho Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cho phái đoàn của Hoa Kỳ. Ông định cư tại Virginia từ năm 1989. Ông đã cộng tác với rất nhiều tờ báo tại hải ngoại, đã xuất bản rất nhiều sách, viết rất nhiều thơ, sách
truyện, đa số chuyên về đạo Phật. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu luật sư Ngô Tằng Giao. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi hôm nay thì xin nói là rất hân hạnh để được ban tổ chức chỉ định cho chúng tôi để giới thiệu tập thơ Hoa Tương Tư của nữ sĩ Hồng Thủy. Thưa, trong cái tập này điểm ra chỉ có 59 đoạn văn và 14 bài thơ. Hoa Tương Tư thì thưa quý vị, nghĩa chữ tương tư thì khi nói tới chữ tương tư thì chúng ta nghĩ ngay tới tác giả có lẽ đã dùng cái chữ tương tư là sự nhớ thương giữa trai và gái. Nhưng thưa thực sự thì không phải như vậy. Thưa quý vị, ý nghĩa chữ tương tư trong tuyển tập này, thời tác giả đã dùng rộng rãi hơn nhiều, không phải chỉ là mối tình cảm tầm thường giữa trai gái, mà là một niềm thương, nỗi nhớ, bao la và cao cả, đáng để người đọc cảm thông và trân quý. Hồng Thủy đã bộc lộ tình cảm kính yêu và thương nhớ đến quê hương đất nước, đến gia đình, đến bạn bè, đến thân hữu và đến nhiều hạng người khác trong xã hội. Thưa, thật vậy, ngay trong chuyện Những Niềm Hạnh Phúc thì tác giả đã nói như thế này: tình yêu tôi quan niệm cũng không chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái. Tình yêu của tôi bao gồm cả tình yêu trong gia đình, giữa bố mẹ và con cái, tình yêu ở học đường, với thầy, với bạn, tình yêu ngoài xã hội, với người đồng loại, tình yêu thiên nhiên, với cây cỏ, hoa lá và cả súc vật nữa. Kính thưa toàn thể quý vị, bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem cái hương thơm trong bó hoa tương tư của Hồng Thủy đã tỏa ngát và thấm đượm vào lòng cái người đọc như thế nào. Dạ, thưa, trước hết thì lòng thương tưởng của Hồng Thủy chuyển về quê hương đất nước trong ba bài liên tiếp: Nước Mắt, Tháng Tư, Chiều Mưa Ly Biệt và Con Số 475. Tác giả đã ghi rằng cứ đến tháng tư tôi lại nhớ đến những ngày cuối cùng buồn thảm ở quê hương tôi, quê hương Việt Nam yêu dấu, những ngày thật hoảng loạn đau thương. Nhớ đến chiều mưa của ngày 28 tháng 4 năm 1975, phải bỏ quê hương ra đi, cắt đứt một đoạn đời, một phần của số kiếp. Sau cái tình cảm chan chứa, chân quý của mình dành cho quê hương đất nước, tác giả Hồng Thủy đã chuyển qua cái lòng thương tưởng luôn dành cho cái gia đình quý hóa của mình, thì trong đó trước hết là cho người mẹ và người anh ruột của mình. Luôn luôn kính thương yêu mẹ, vì thưa, Hồng Thủy viết như thế này: tôi mất bố năm mới có 18 tháng, mẹ lên xe hoa năm 22 tuổi, nhưng 26 tuổi thì đã bước theo xe tang tiễn biệt người chồng. Bà ở vậy nuôi anh em tôi khôn lớn, không hề nghĩ đến chuyện tái giá, dù xung quanh bà không biết có bao người xứng đáng muốn chấp nối cùng bà. Tác giả thổ lộ mẹ nuôi nấng hai anh em ruột như một người chị lớn, như một người bạn đời đối với chúng tôi. Sau khi tị nạn tại Mỹ thì tác giả đưa mẹ vào nursing home, vì tác giả cho đến giờ này thì mẹ cũng đã yếu nhiều rồi, thỉnh thoảng lại lẫn rồi lại cứ bị té, cứ ngã hoài. Cho nên trong bài Đưa Mẹ Vào Nursing Home, ông Thủy cũng đã tâm sự rằng chỉ có xứ Mỹ mới có đủ điều kiện và lòng nhân đạo để lo cho các cụ già không có tiền mà có được cuộc sống quá sung sướng đầy đủ. Thưa rằng sau đó qua một bài viết khác, Niềm Vui Buồn Nursing Home, thì Hồng Thủy lại dí dỏm ghi như thế này: bà cụ nhõng nhẽo, phải con gái đút mới chịu ăn, nên thưa, một ngày tác giả đã phải vào thăm mẹ
ít nhất là 2 lần kể từ lúc bà cụ vào nursing home cho đến tận ngày hôm nay bà cụ gần 100 tuổi. Sau đó thì Hồng Thủy cũng dí dỏ